26块7毛的。À, đây họ chỉ cho bệnh thôi. Hello, chào mọi người. Hôm nay mình đi hái cherry nhé. Thì mình chia sẻ với các bạn là cái cherry vườn nào to mà ngon nha. Thì cái vườn này là you pick up cherry nhá. Thì cái vườn này là trái lớn nè. Nãy mình có đi một vườn nữa nhưng mà trái nhỏ lắm, thì mình vô vườn trái nhỏ đó, thì mình vô rồi thì mình hái có 3 pound thôi rồi mình ra. Thì cái vườn này nó xa hơn, cái vườn kia mình đi từ nhà lên là 45 phút, còn cái này đi thì ta hơn 8 phút nhá, nhưng mà trái rất là to luôn. Để mình quay cho các bạn coi. Còn cái vườn chỗ kia nãy mình hái rồi, chút mình sẽ quay cái thùng, cái xô mà mình hái rồi á. Nó nhỏ lắm, còn cái này nó to chưa nè. Thì mình sẽ để cái đường link của cái địa chỉ cái vườn này cho các bạn nhé. Mùa này thì ngày hôm nay là mình đi vào thứ tư. Thì ở đây thì người ta sẽ mở cửa thứ tư và chủ nhật. Trái to hơn vườn kia nhiều nhưng mà rất là ngọt luôn. Đây là những cái trái chín quá chừng rồi. Mình qua bên cái cây bên đây còn xanh xanh đỏ đỏ thì người ta chưa cho mình hái, người ta chăng dây nè. Thì cái trái bên đây đỏ nhưng mà cũng lớn lắm. Chắc cái này thì một tuần nữa chắc người ta sẽ cho mình hái thôi. Ở đây thì hỏi người ta có cherry vàng không thì người ta nói không có, chỉ có cái cherry đỏ với tím tím á. Cái này là cherry đỏ nhưng mà chắc nó chưa chín thôi. Đỏ nè, thì người ta chăng dây chưa được hái, nhưng mà mình hái mấy trái cho các bạn coi thôi. Đây là tím đen hết rồi. Trái thì nó to quá chừng mà ăn nó cứng. Nó cứng, nó giòn lắm. Mình hôm nay mình sắp về Việt Nam thì mình hái mang về Việt Nam, thì mình muốn hái cả cái cuống luôn. Mình giữ cái cuống này nè. Đây, cherry. Mình hái thì mình bứt cả cái cuống nhá, để mình mang về Việt Nam cho nó tươi. Chùm đã luôn. Mình lựa những trái nào lớn thì mình hái thôi. Hôm nay mình đi thứ tư thì cũng tương đối là không đông lắm, chứ đi chắc chủ nhật thì chắc đông. Trường đã sát xuống mặt đất. Chỗ này trái to. Cái vườn này như nó chín hết rồi. Không hái nó sẽ bị mình chín, nó đâm ra mình đụng nhẹ nó cũng bị rụng cái cuống à.
cây này còn nhiều, có chừng không ai hái. Ở đây trái phải to gấp rưỡi cái trái bên cái vườn nãy mình đi á. Trên cao nó có thang cho mình trèo lên mình hái. Cái cây này nó còn đỏ đỏ. Trên cao chết lớn không mà chín rồi đó. Vô đây ai mà thích ăn cherry thì cứ vô ăn cho thỏa thích thì thôi. Còn mình thì ăn vài trái rồi nó sót ruột. Mẹ ngồi dưới mẹ hái. Gì? Ngắm gì? Để ngay không để, để nghe, đứng lên. Hái trái to quá chừng chín hết rồi. Đưa mẹ ngồi dưới mẹ hái. Mấy cái mà nó mới chín tới thì nó còn hái được cuống, còn chín kỹ quá nó rụng cuống. Một xô này khoảng 10 đến 12 bao. Đầy chắc 12. Ăn thử nha, mỗi cây mình ăn thử coi cái cây này nó ngọt, cây nào không ngọt nha các bạn. Thì vì đâu phải cây nào nó cũng ngọt giống nhau. Đây nhà mình thấy cái cây này là cây bên đây này đang hái là ngọt nhất nè, ngọt đậm luôn mà nhiều trái lớn. Thì nhà mình chỉ hái cây này thôi. Hái được 2 xô rồi.
ta trồng sao mà nó ra trái nhìn mê luôn. Nó tùy cái đất, như cái đất ở cái khu mình là trồng cherry không có được. Nhà mình cũng có một cây nhưng mà không có trái, năm nào không thấy ra hoa nhưng mà không có trái. Lá thì xanh tươi tốt, hoa thì có mà trái thì không. Chỉ có vùng đất Trenwood này chắc trồng cherry là trái cây là tốt. Hai cái cuống nó không khó lắm, nó cứ bị rụng cuống thôi, nó cuống quá. Còn, còn cái chỗ hồi nãy nhỏ là tên gì? None better. None better. Chỗ này thì to hơn chỗ hồi nãy là none better. Hái nhiều có mệt rồi tuốt luôn, không có cuống cho nó nhanh. Rồi cho một cái xô đi, cái nào ấy bỏ ra đi rồi đi ra. Tuốt thì nhanh. Nãy giờ hãy cuống lâu quá. Nó tè beo mà ra. Mẹ có cái thùng sẵn này, đổ vô cái thùng lên mang về. Cái bịch này hai cuống nè, nó đi lâu. Rồi sau này tuốt luôn. Mang cái thùng sẵn này. Cho bớt vô cái bịch đi. Bịch nhỏ này đi, để sát ra. Bịch này rát rồi còn rát sẵn nữa. Nhưng mà cái đấy không có cuống, ăn trước. Thì trong đó cũng có mấy cái không có cuống thôi. Bỏ vào đây nè Hương ơi. Oh my god, really? We were just gonna go all the way down to the deck to find our friends and come back to the front. But if you don't mind me just leaving some helmets on the jacket. If you are comfortable with that, yeah. I promise I will not be going anywhere. So. Oh, awesome. Yeah. Yeah, I don't think people wear any helmets unless you have them. Yes. Just this one? No. The bag as well? You can place it in the basket. Oh, also? Are you playing together? Yeah. Okay. Should we put this because, like, the bucket? You are welcome to, or I can take off about a half a pound for it, or okay. Put it in a bag. It's up to you. How many pounds is, like, this many cherries? So, all of these is 19.3. Okay. Bao nhiêu? 19 bao mấy à? 19. 19 bao mấy. And this one as well? Okay. So, we'll say 19. We'll call it 18.5, so I'll take off. Thank you. 18.5 plus, and then go ahead and rotate those. I'll pick them in real quick, and then I'll get you your total. Okay, guys, just a heads up, it is $4 a pound, cash only. You pay for everything you pay. We are pretty freaked out in the front. We are only getting the left half today. My mom. Oh, okay, perfect. So you're going to go to the last few trees of each row. You want easier picking. Yeah, batch of pound. Okay, so plus 11.1 plus 11.1 equals 29.6 times $4 a pound is $118. Thank you.
this can here. Oh, okay, here, go. Okay. Go that way, so 120, and I'll give you $2 back. Thank you. You're welcome. There you go. Thank you guys for coming. Hay lấy xe ra đây đi hả? Rồi, mang lên. Okay.